Hello mọi người, lại là Kiều Lam đây ha. Thì hôm nay Lam sẽ review cho mọi người về một dòng xe của hãng Yamaha. Chế độ bảo hành của nó sẽ là 3 năm toàn quốc tại các hãng Yamaha nha mọi người. Đó chính là Accenter 155 với phân khúc vô cùng mạnh mẽ ha. Thì đầu tiên mà Lam muốn nói đến nó sẽ là màu sắc của con xe này. Đây là màu sơn 3D nên chế độ bảo hành màu sơn nó sẽ khoảng tầm 1 năm nha mọi người. Màu sơn nó sẽ được pha chứ. Đây ha, màu sơn nó sẽ được thiết kế. Đây nó pha giữa màu đen và màu cam, nhìn rất là đẹp và bắt mắt nha. Rồi, ở gần đây cũng vậy ha. Cho chi tiết sơn này thì được lấy cảm hứng từ con phiên bản mà xám mâm đỏ mọi người. Nhưng mà đây là màu sơn nha, bởi vì xám mâm đỏ nó bỏ mẫu rất là lâu rồi. Đó, thì con này lên cho chúng ta một cái mâm của nó là mâm nhện nha mọi người. Đó, rất là đẹp và rất là sang luôn, làm nó hài hòa con xe hơn. Màu nó lại hợp hơn, bắt mắt hơn ha mọi người. Thì phụ kiện lên con này thì không chỉ có mâm mà có chống đổ trước, chống đổ sau, rồi ba ga, két nước, tay thắng và định vị nè. Và khi mà mọi người mua xe tại cửa hàng của Kiều Lam thì khi mà mua trả góp chỉ cần trả trước rơi vào khoảng tầm 5 triệu đồng là có thể rinh ngay được xe. Còn mua tiền mặt đem cho Kiều Lam, nhớ nha, cửa hàng sẽ cho các bạn nợ lại 5 triệu khi nào có biển số thanh toán. Chỉ cần đem 40 triệu là có thể rinh ngay một chiếc Accenter này về nhà. Nhớ là cửa hàng cho nợ 5 triệu là tổng của xe mình á là 45 đó, thì các bạn sẽ được nợ lại 5 triệu nha. Thì liên hệ với Lam ngay qua hotline 0971 570 522 để Lam hướng dẫn và hỗ trợ thêm cho mọi người nha. Yeah.